Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai, những luồng gió đông tiếp tục đẩy ẩm từ biển vào. Vì thế, tại khu vực ven biển phía đông, vùng Nam Đồng Bằng và một số nơi như là Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang sẽ là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Thời gian mưa sẽ bắt đầu từ sau 1 giờ và kết thúc trước 10 giờ sáng. Sau 10 giờ trở đi, miền Bắc trở lại với tiết trời nắng ráo nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ không cao. Tại những tỉnh thành như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương hay là Hà Nam, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 30 tới 31 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 tới 33 độ. Tại Trung Bộ, trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng ven biển của Nghệ An và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra mưa rào và dông. Riêng tại Thanh Hóa vẫn sẽ có những điểm mưa to. Còn ở phần phía Nam, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng có mưa dông nhưng là mưa về chiều và tối và vùng mưa sẽ chủ yếu ở tại khu vực phía Tây. Nhiệt độ trong ngày mai ở miền Trung cũng không quá cao, duy trì trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Ở phía Nam cũng đang tồn tại một hình thái gây mưa, đó là một rãnh áp thấp có trục từ 10 đến 13 độ Vĩ Bắc. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, cộng thêm với gió Tây Nam, vì thế mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đợt mưa ngày mai, vùng tâm mưa có sự thay đổi, tập trung ở tại khu vực Tây Nguyên với lượng mưa từ 20 đến 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Còn tại khu vực Nam Bộ, mưa chỉ từ 5 cho tới 10 mm. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 28 đến 30 độ, trong khi đó Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 31 tới 33 độ. Trên biển, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang cũng như là Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, thời tiết tốt. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.